Trinh, em sao vậy? Cái gì vậy? Sao vậy em? Anh nhìn mà không biết hả? Bụng em đau Đau bụng sao không ở nhà tự nhiên đến quán anh làm gì? quá. Đau cái gì thì ở nhà chứ, đau bụng lần này được phải ghé quán anh để Là mắng sao vốn anh? anh Anh có làm gì đâu tự nhiên mắng vốn anh. á. Anh có biết đây là lần thứ hai trong ngày em ghé quán này không? Vậy lần thứ nhất là lần nào? Là trước lần này, trước lúc em lâu đau bụng, lúc em còn là chính mình nữa. Sao vậy? Em ổn không? Đâu, nhưng mà tại sao? Em nói anh nghe coi. Chuyện là vậy nè, Ủa? muốn quen đâu rồi. À Ân hả? Ân đi ra ngoài có công chuyện rồi. Ê, vô đây, vô đây, vô đây. Nghe, nó nghe, nghe. Gì vậy? Ngồi đi, ngồi đi. Em xuất hiện đúng lúc quá. Người gì đâu mà vừa đẹp mà còn dễ thương nữa. Thật em dễ thương lắm luôn á. Em biết mà. Mà anh đang chụp hình món mới của quán á. Anh đã nói. Anh có đang nghĩ giống như em đang nghĩ không ta? Em nghĩ gì? Anh muốn em làm mẫu chụp chung đúng không? Không, ý anh là anh muốn em thử Cái gì? cái nhiệm vụ đó nó còn cao cả hơn là mẫu nữa. Em là người đánh giá chất lượng của cái món này, trời ưu ái lắm đó. Anh là anh nể em lắm anh mới để cho em thử đó Ý anh là cái món này chưa có được đánh giá chất lượng. chứ. Thì tại vì nó là cái món mới anh mới làm ra, trời ơi, em phải là một người đặc biệt lắm thì anh mới dành cho em cái sự đầu tiên, em hiểu không? Nói chung là đây là một cái món nước em nhìn như vậy thôi, nó không phải là chanh tuyết đâu, chanh này chỉ là phụ kiện trang trí thôi, nhưng ẩn sau bên trong cái ly này nó là rất nhiều cái nguyên liệu trong đó, ví dụ như bơ, sầu riêng, kem, bánh và một chút lá, một chút rau, và nó có thêm một vài nước cốt trong đó nữa. Nó là một cái sự hòa quyện tổng hợp lại, nói chung nó là một sự bùng nổ. Thử đi em, Bùng nổ thì bùng nổ lên em. cái món mới đầu tiên mà chưa thử nghiệm vậy, anh chụp chi, lỡ không ngon làm sao? Đâu có, anh tính hết rồi, anh bây giờ anh chỉ cần chụp thôi, xong rồi anh đưa cho mọi người thử nghiệm, mọi người khen một cái một là anh úp lên fanpage của quán, anh bán liền cái món này. Ghê chưa, chiến lược kinh doanh của anh hơi bị đỉnh, dễ thương lắm. Em biết là nó dễ thương nhưng mà Không, em á, em dễ thương á, anh biết chắc chắn thế nào em cũng nhận lời thôi. dạ thì đương nhiên rồi, nhưng mà anh chế xong rồi anh thử chưa? Tại vì thực ra là hôm nay anh bị cảm, cái vị giác của anh hơi lạc cho nên là anh không thể nếm được, nhưng mà anh nghĩ với một cái người phụ nữ mà sành ăn uống như em thì chắc chắn là sẽ đánh giá rất tốt. À, có vẻ em hơi ngại hả? À, nếu vậy thì thôi, để anh nhờ Trọng Ân, thôi chắc nhờ Trọng Ân thử quá. Thôi để em thử cho, dù sao thì sau này mấy cái món mới của quán thì em cũng À, anh biết rồi, anh hiểu ý em. Thì sao cũng là người nhà ha. Thử đi em, ngon lắm. Cái món này nè, nó như em vậy đó, em biết không? Bên ngoài á, cảm giác như là một người phụ nữ nhẹ nhàng. người con Một người con gái. gái, kiểu như bên ngoài là nhiều nhiều sự cá tính gai góc, nhưng mà bên trong là một cái sự tình cảm, hiểu không? Nó giống em như vậy đó. À, thôi để em Uống đi em, được không? Ngon không? Cái vị sao? Được không? Được, 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 cái được, uống vị thêm. nó rất là bùng nổ của Bùng nổ thì mình thêm một chút ha. Nhiều vô, uống nhiều vô, em phải hút cạn nó để em thấy được cái sự ẩn nấp bên trong của cái ly. Anh bỏ nhiều cái nguyên liệu lạ lắm, không có dễ gì mà cái quán nào có đâu. Uống nhiều vô em, nhiệt tình lên. rồi. Bây giờ em đau bụng quá luôn rồi nè, sắp hết chịu nổi rồi á. Thôi
Mặc dù em công nhận là em có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng mà em đang rất là giận anh luôn. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Em ổn không vậy? Kinh. Em không biết đâu, cái này là lỗi của anh á. Sao anh có thể tắc trách tới mức độ như vậy? Chủ quán gì mà kỳ cục, anh ra một cái món nước mới, anh phải sao ta, ý là anh phải thử nghiệm đàng hoàng chứ. Anh xin Bây giờ lỗi. tự nhiên khách hàng Đây đau nè, đây bụng. nè. Ủa? Về đúng lúc lắm luôn á. Sao Tại vậy? sao vậy? Anh chưa được sự đồng ý của em, tại sao anh lại ra món nước mới rồi cho khách hàng thử nghiệm? Bây giờ mộng trên đau bụng rồi nè. Đau bụng là sao? Lúc em uống em nói là ngon lắm mà. Thì ngon, nhưng mà cái đó chỉ là lúc đầu thôi. Còn cái lúc sau nó gì nè? Tức Hết viên quá à. Không, không rồi. được đâu. Cái này phải làm rõ. Sao mà đổ thừa tại anh được? Em nhiều khi em ăn uống ở mấy cái món ở ngoài rồi xong rồi em bị đau bụng chứ đâu phải tại cái món của anh đâu. Em mới vô quán của anh chưa tới 1 tiếng mà. Nhưng mà trong cái 1 tiếng đó là em có đi ăn cái gì ở ngoài nữa không? Không hề, không hề luôn. La gì vậy? Sao vậy? Anh chặt cái bụng này cho Gì em, vậy? anh Gì chặt vậy? cái bụng này cho em, đau Gì bụng vậy? quá. À, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi Là thuốc. không ngồi được, ngồi là À thôi được rồi. Không mấy, đứng đi, đứng đi, đứng lại đây. bây giờ em đau bụng lắm, từ khi mà em uống cái ly nước anh đưa cho em đó. Bây giờ thêm một người nữa anh hết cãi nha, hết giói. Không phải, không phải, chắc là có một cái chút gì nhầm lẫn ở đây thôi. Tại vì cái món đó là cái món nâng cao đó. Cho nên là Cao là sao anh? tại Anh là ơi, em cho tiền anh đi học khóa pha chế mà tự nhiên giờ anh làm ra món nước vậy kỳ vậy? thì anh mới nói đó, cái đó là cái món nâng cao mà nâng cao em chưa cho anh đi học. Còn mấy cái món mà em cho anh đi học đó là anh đưa vô menu hết rồi. Trời ơi, chưa học mà dám tha cho tôi uống. Anh chui chui chui, Anh đau bụng nè. lúc nào cũng lý do tại bị tiền tiền không à. Anh làm mấy cái việc này nè là chính đáng, thì có gì anh nói em hỗ trợ cho, chứ sao anh làm vậy làm chi? Thì tại vì anh muốn là mình có một cái sự đột phá, kiểu như mình không dựa dẫm ai cả, hiểu không? Anh Này muốn, phá rồi chứ không có độ. không phải, tại vì anh cũng muốn tốt cho quán, muốn làm mới cái menu của quán thôi. Thôi anh đừng có làm mới cái gì nữa hết. Giờ Em nghĩ là anh không có nên đầu tư sai chỗ vậy nữa đâu. thôi, 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 Anh bây giờ xin lỗi, anh tắc trách. à, xin lỗi mọi người nha, mà muốn anh hứa là anh làm gì anh cũng sẽ hỏi ý kiến của em. Nhưng mà bây giờ em hứa là em cho anh đi học nâng cao nha, em đóng tiền đó nha. Ờ thì được rồi, để em về em hỏi ý kiến mẹ nữa, mẹ đồng ý thì em nói cho anh. Ê, trời 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 trời, Chui chui Bà La, chui 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 đâu không ấy, đưa đi gấp đi ai được chui không? chui chui, Bà đừng có La, bàn tiền ổn không bạc em? nữa. Chui chui chui, toilet ở đâu? Toilet, Toilet ở đâu? toilet, Không để đi toilet, cấp cứu được, toilet, toilet ở toilet, đâu? Bà La, Chui chui chui. Thôi, này, đưa đi cấp cứu đi, anh coi quán để nè, đưa anh đi cấp cứu. Đi chính. Bèo La, em ổn không? đau lắm, chui chui chui. Không lẽ tay nghề của mình kém như vậy sao? Tội nghiệp quá à.